Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận tục cần hưu cho tất cả anh em. Đây thì một phần cái việc các bạn đăng ký thôi các bạn. Sau khi các bạn click chiếc phần link mô tả của mình các bạn đăng ký một cái tài khoản nha. Và các bạn chờ mình chút. Đây thì mình cũng cập nhật thông tin nha các bạn. Vì hiện tại mình cũng vừa mới đăng ký nên mình chưa có nhận được. Và theo thông tin thì bạn mà nói chờ tài khoản xem xét là 48 tiếng đồng hồ rồi. Trong vòng 2 ngày nếu mà những cái tài khoản nào hợp lệ thì các bạn sẽ nhận được các bạn. Và các bạn có thể chạy qua USDT luôn các bạn. Vì mình cũng mới vừa đăng ký nên chưa có nhận nên mình cũng không có muốn giới thiệu cho tất cả các bạn. Nhưng các bạn nào mà có tin tưởng thì chơi, còn có nhận được thì nhận, nhận được thì coi như là bỏ các bạn. Đây nhiều khi nhiều bạn hiểu lầm đó, mình lừa đảo, thật ra thì các bạn bị lừa đảo thì mình cũng bị lừa đảo luôn. Và đầu tiên thì theo một số anh em thì cũng có người nhận được các anh em. Lưu ý một cái điện thoại là một tài khoản, một cái điện thoại các bạn không được check nha các bạn. Đầu tiên các bạn đăng ký địa chỉ email nè. Rồi mật khẩu thì các bạn ghi, nhớ ghi chữ và số các bạn. Chữ viết qua và số thôi, đừng có A cộng gì mấy các bạn. Rồi xác nhận mật khẩu. Rồi các bạn nhấp vào xác minh mail các bạn. Sau khi gỡ vào xác minh mail nó có một cái captcha các bạn. Các bạn lướt captcha xong rồi các bạn login vào thôi. Rất là dễ các bạn. Gửi về cho bạn một cái email mã xác nhận, các bạn vào mail mà khớp mã xác nhận vào các bạn. Còn cái mã mờ này các bạn ghi giúp mình là 25874177 nha các bạn. Mình có để dưới phần link mô tả này các bạn. Sau khi các bạn login vào vào sàn các bạn. Các bạn bấm vào một host swap nè. Đây thì các bạn đăng ký sau 2 ngày các bạn vào kiểm tra, nếu mà các bạn nhận được thì ăn các bạn, còn nhận được thôi thì mình cũng mới vừa đăng ký này các bạn, cũng chưa nhận được đồng nào. Theo thông tin bạn mà nói thì 24 giờ thì nó sẽ xem xét tài khoản hợp lệ thì nó sẽ cộng vào các bạn. Vậy video mình kết thúc. Thật ra thì các bạn chơi đi, cũng mình cũng chả mắc cái gì nha các bạn. Vậy nếu mà mình không làm cái video này thì nhiều đôi lúc nếu mà nó về thì mình thấy nhiều bạn theo mình á làm mà chưa có tiền gì hết trơn thì mình cũng thật là buồn nha tất cả các bạn, nên các bạn làm luôn đi. Vậy video mình đến đây kết thúc các bạn. Vì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn theo dõi mình, và mình chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha. Wow, tắt.